trong giai đoạn 2021-2022, Tổng Công ty Phát điện 1 đã có nhiều hoạt động chăm lo, hướng đến người lao động như sửa đổi nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Bộ Luật Lao động. Chế độ quyền lợi của người lao động được bảo đảm theo quy định. Một số chế độ được thực hiện có lợi hơn quy định như thời gian nghỉ ngơi đối với lao động nữ, hỗ trợ người lao động đến tuổi nghỉ hưu, mua bảo hiểm sức khỏe. Có thể thấy Công đoàn và Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu về chế độ, chính sách cho người lao động, đời sống tinh thần của người lao động cũng được quan tâm chăm lo. Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 luôn lấy mục tiêu quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhất là lao động trực tiếp, những trường hợp khó khăn, đồng thời quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội là những nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt động của mình. Đối với người lao động thì cũng được công đoàn các cấp hết sức quan tâm, chăm lo, xây dựng các cái mái ấm nhà công đoàn, mái ấm đồng nghiệp, rồi thăm hỏi các trường hợp bệnh hiểm nghèo, khó khăn trong năm qua. Nhìn chung được mọi người là hết sức ủng hộ. Nằm cách nhà máy gần 20 km, khu cư xá này dành cho những cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Với những cảnh quan khuôn viên rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi dành cho người lao động sinh sống ở đây và những cơ chế hỗ trợ đã tạo tâm lý ổn định để người lao động yên tâm gắn bó với công ty. Tôi thì đến từ Thái Nguyên và công tác tại công ty nhiệt điện Nghi Sơn từ năm 2013. Khi bước chân vào công ty nhiệt điện Nghi Sơn thì tôi cảm thấy mình rất vinh dự cũng như tự hào. Và đặc biệt hơn nữa là với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo công ty thì mình rất yên tâm khi phải xa quê nhưng lại có một chỗ ăn, ở cũng như sinh hoạt về thể dục thể thao rất tuyệt vời như khu cư xá quản lý vận hành. Chị Triệu Thị Thủy công tác tại phân xưởng vận hành công ty nhiệt điện Uông Bí, là mẹ đơn thân, con nhỏ, chị đã gắn bó với nhà máy được nhiều năm. Thấu hiểu những khó khăn vất vả trong cuộc sống của chị, công đoàn công ty nhiệt điện Uông Bí đã luôn thăm hỏi, động viên và quan tâm đến gia đình chị Thủy. Tôi luôn được công ty, các tổ chức đoàn thể, đơn vị tạo điều kiện quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, làm bố trí cho tôi một công việc phù hợp với khả năng đảm bảo thu nhập để chăm lo cho ba mẹ con. Ngoài ra thì hàng năm thì các dịp lễ Tết, các dịp quan trọng thì lãnh đạo công ty cùng các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là công đoàn công ty đến động viên, thăm hỏi, quan tâm đến tôi và các con. Và đây là một động lực đối với tôi để tôi cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc của mình và gắn bó lâu dài cùng với công ty. Công đoàn các cấp đã luôn tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, tham gia xây dựng và thực hiện chế độ chính sách, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động, tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động, phản ánh cũng như thực hiện thông tin giữa các cấp công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động. Luôn quan tâm là duy trì cái việc làm cũng như là thu nhập cho người lao động là ổn định. Và thứ hai, những cái chế độ chính sách cho người lao động. Và bên cạnh đó, cái chế độ như là khám sức khỏe định kỳ, rồi chế độ khám bệnh nghề nghiệp thì cũng luôn được công ty duy trì thực hiện tốt. Ngoài ra cũng để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động thì từ cấp đơn vị đến cấp công ty thì luôn tạo sân chơi cho người lao động. Bảo đảm các quyền lợi chính đáng là trách nhiệm của công đoàn các cấp cần thực hiện. Đặc biệt, đối với lĩnh vực đặc thù như điện lực, công tác chăm lo đời sống người lao động càng trở nên quan trọng và cần thiết. Thời gian qua, công đoàn các đơn vị trực thuộc và công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 đã luôn chú trọng chăm lo bảo đảm đời sống cho người lao động. Đây cũng là nền tảng để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.